Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin sẽ được mở đầu với những thông tin về các hoạt động nổi bật của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Sáng ngày 15 tháng 7, chủ trì phiên họp thứ 8 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Đảng, Nhà nước xác định cải cách hành chính là một trong ba nhiệm vụ đột phá chiến lược. Theo Thủ tướng, thời gian qua, công tác cải cách hành chính đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục, tổ chức thực hiện quyết liệt và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư và thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Định hướng trong thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm tinh thần năm đẩy mạnh trong cải cách hành chính để huy động mọi nguồn lực cho phát triển. Đẩy mạnh thứ nhất là rà soát lại các cái vướng mắc, điểm nghẽn của thể chế, của quy định, của pháp luật. Để trên cơ sở đấy chúng ta tháo gỡ nó ra để góp phần huy động cái nguồn lực của toàn xã hội, nguồn lực của người dân, nguồn lực của trong nước và ngoài nước để chúng ta phát triển. Cái đẩy mạnh thứ hai là đẩy mạnh cái đối thoại, chia sẻ, xử lý những cái vướng mắc, những cái bất cập cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là về thủ tục hành chính. Cái đẩy mạnh thứ ba là đẩy mạnh cải cách hành chính công vụ, tăng cường cái kỷ luật, kỷ cương hành chính, rồi chống cái tham nhũng tiêu cực, lãng phí trong quá trình thực hiện cái cải cách hành chính. Cái đẩy mạnh thứ tư là chuyển đổi số, xây dựng cái chính quyền số, xã hội số, rồi công dân số, rồi số hóa hồ sơ, số hóa cơ sở dữ liệu, rồi phối hợp chặt chẽ với lại các bộ, các ngành, các địa phương trong quá trình chia sẻ dữ liệu. Cái đẩy mạnh thứ năm là cái đẩy mạnh không dùng tiền mặt trong các cái chi tiêu tài chính, rồi đặc biệt là ở các cấp, các ngành đều phải đẩy mạnh cái việc không sử dụng tiền mặt này. Thì chúng ta mới góp phần chống cái tiêu cực, chống cái sách nhiễu, bớt cái công đi lại và tiết kiệm cái chi phí, giảm cái chi phí tuân thủ cho người dân. Sáng ngày 16 tháng 7, phát biểu kết luận hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thường trực Chính phủ về thúc đẩy đầu tư công năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 5 quyết tâm, 5 bảo đảm để phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 đã được giao, gần 670.000 tỷ đồng. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà các bộ ngành địa phương đã nỗ lực đạt được, đặc biệt là 11 bộ, cơ quan và 35 địa phương có tỷ lệ giải ngân trên mức trung bình của cả nước. Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, nhiều dự án đầu tư công đang vượt tiến độ, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội thời gian qua. Đồng thời, Thủ tướng phê bình nghiêm khắc các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công, chưa phân bổ hết kế hoạch vốn được Thủ tướng giao, cho rằng những khó khăn vướng mắc của một số dự án phải kéo dài, chưa được giải quyết triệt để, một số cơ chế, chính sách, quy định pháp luật còn vướng mắc nhưng chậm được sửa đổi. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần 5 quyết tâm và 5 bảo đảm để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới. Quyết tâm thứ nhất là phải giữ vững kỷ luật, kỷ cương, rồi thực hiện nghiêm túc cái chỉ đạo của các cấp, chống cái tiêu cực, lãng phí và đẩy lùi những cái tiêu cực. Cái quyết tâm thứ hai là phải giải phóng mặt bằng kịp tiến độ, bàn giao cho các cái chủ đầu tư và ban quản lý dự án. Cái quyết tâm thứ ba là phải tháo gỡ khó khăn vướng mắc khi nó phát sinh trên thực tế một cách kịp thời, hiệu quả và đề cao cái tinh thần trách nhiệm khi giải quyết cái những cái vướng mắc, những cái khó khăn nó phát sinh đột xuất và bất ngờ từ thực tiễn. Cái quyết tâm thứ tư là đổi mới phương pháp, cách làm, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, đẩy mạnh cái đổi mới sáng tạo. Và đặc biệt là phải xác định rõ người, rõ việc, rõ cái trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm và rõ cái kết quả. Và quyết tâm thứ năm là phải tập trung khắc phục bằng được cái tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, sợ sai. Thủ tướng nêu rõ 5 bảo đảm gồm: bảo đảm chủ động nguyên vật liệu và các điều kiện cần thiết cho các dự án, bảo đảm nhân lực có tâm, có tầm, có trách nhiệm, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân, công tác tái định cư, tạo sinh kế cho người dân trên tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau, nơi ở mới ít nhất phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ,
bảo đảm quản lý đúng quy định, không kéo dài đội vốn gây thất thoát vốn, bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn vệ sinh môi trường. Chiều ngày 16 tháng 7, tiếp ông Kim Lập Quần, Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á AIIB đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam đánh giá cao và coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á. Thời gian tới, trên nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, hai bên cùng thắng, Thủ tướng đề nghị ngân hàng này tư vấn, tài trợ, hỗ trợ nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi cho Việt Nam cho các dự án hạ tầng quy mô lớn, hiệu quả cao, có tính chất xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái xây dựng như tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, ba tuyến đường sắt phía Bắc kết nối với Trung Quốc và qua Trung Quốc kết nối với châu Âu, Trung Á, các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á cho biết sẽ dành khoảng 5 tỷ đô la Mỹ với lãi suất ưu đãi để hợp tác với Việt Nam và nhất trí cao với những định hướng hợp tác mà Thủ tướng đã nhấn mạnh, trong đó tập trung vào các dự án lớn, thủ tục nhanh gọn và phải mang lại hiệu quả cao. Chiều ngày 17 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Thomas Vallely, nguyên giám đốc chương trình Việt Nam thuộc Đại học Harvard, Hoa Kỳ, hiện là Chủ tịch Hội đồng Tín thác Đại học Fulbright và các chuyên gia Đại học Fulbright. Thủ tướng cảm ơn, đánh giá cao ông Thomas Vallely đã có nhiều đóng góp quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và đối thoại chính sách, góp phần mang lại hiệu quả điều hành kinh tế và củng cố thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Thủ tướng đề nghị giáo sư Thomas Vallely và các chuyên gia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc tư vấn chính sách, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm quản trị thông minh, giao các bộ ngành và thành phố Hồ Chí Minh vận dụng linh hoạt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tác, nhà đầu tư nói chung và Đại học Fulbright Việt Nam nói riêng hoạt động phát triển trên cơ sở tuân thủ pháp luật. Chiều tối ngày 18 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2024 và những năm tiếp theo. Thủ tướng đã biểu dương hoan nghênh sự đóng góp của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài vào những thành tựu chung của đất nước thời gian qua. Thủ tướng nhấn mạnh, ngoại giao kinh tế cần phát hiện và tận dụng mọi cơ hội hợp tác phát triển đất nước, nắm bắt từ sớm, từ xa các xu thế, mang lại hiệu quả cụ thể, lợi ích thiết thực cho đất nước, người dân và doanh nghiệp. Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp cần đẩy mạnh kết nối trong nước và ngoài nước, thúc đẩy xuất khẩu những sản phẩm thế mạnh, có khả năng cạnh tranh và thế giới có nhu cầu, tiếp tục đàm phán, ký kết, triển khai các FTA, tiếp tục mở rộng các thị trường Trung Đông, Nam Mỹ, Châu Phi, sản phẩm Hà Lan, thúc đẩy đà phục hồi du lịch, nghiên cứu chính sách visa phù hợp để tạo thuận lợi hơn nữa cho du khách, tận dụng những cơ hội có thể để xuất khẩu lao động ra nước ngoài. Cùng với đó, tập trung nghiên cứu các giải pháp mới, đột phá để thu hút đầu tư, tài chính cho phát triển, nắm bắt từ sớm, từ xa các xu thế phát triển, khoa học và công nghệ, kinh nghiệm và kỹ năng quản lý để thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản trị theo hướng thông minh, hiện đại, đặc biệt là trong các ngành lĩnh vực mới nổi để bắt kịp, tiến cùng và vượt lên. Sáng ngày 19 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị thường trực Chính phủ về chuyển đổi số với các đồng chí bộ trưởng, trưởng ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Về định hướng thời gian tới, Thủ tướng chỉ rõ, điều quan trọng nhất, quyết định nhất mang tính chiến lược lâu dài cơ bản là các bộ trưởng, trưởng ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phải tiên phong gương mẫu thúc đẩy chuyển đổi số thuộc phạm vi quản lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành, địa phương và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia. Phần đầu đến hết năm 2024, đạt 80% dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 40% dân số trưởng thành sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính. Đến năm 2025, đạt 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được gắn định danh cá nhân. Xây dựng thị trường điện cạnh tranh hoàn chỉnh, mở không gian mới cho năng lượng tái tạo. Đây là hai trong nhiều yêu cầu được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu ra tại cuộc họp nghe báo cáo cho ý kiến dự thảo luật điện lực sửa đổi vào sáng ngày 15 tháng 7. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, dự thảo luật điện lực sửa đổi cần giải quyết mối quan hệ kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa theo hướng tách bạch quản lý nhà nước với kinh doanh sản xuất điện, tạo lập hành lang pháp lý cho năng lượng tái tạo và hoạt động nghiên cứu, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ mới về năng lượng, phát triển và xuất khẩu điện gió ngoài khơi, sản xuất nhiên liệu xanh như hydro xanh, ammonia xanh. Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Công Thương quan tâm đến các chính sách sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, chiến lược phát triển Việt Nam trở thành trung tâm năng lượng của khu vực và thế giới. Chiều ngày 16 tháng 7, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật kinh doanh bất động sản và dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật nhà ở về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp thu, thể chế hóa thời gian thực hiện các bước, thủ tục điều tiết thị trường bất động sản, bảo đảm tính khả thi, kịp thời, phù hợp. Đồng thời, phối hợp với Bộ Tư pháp khẩn trương rà soát lại toàn bộ nội dung dự thảo hai nghị định, kỹ thuật soạn thảo văn bản
bảo đảm chất lượng cao nhất trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành. Chiều ngày 17 tháng 7, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với 30 tỉnh, thành phố để nghe báo cáo, đóng góp ý kiến cho dự thảo quyết định về cơ chế, chính sách, giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng đề nghị cơ quan soạn thảo hết sức lưu ý đến đối tượng có đất thu hồi là đất ở, nhà ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ, ra soát trường hợp các hộ chia tách từ hộ gia đình có đất thu hồi, những người sống phụ thuộc vào người lao động để không bỏ sót đối tượng cần hỗ trợ. Đồng thời làm rõ tiêu chí điều kiện để đối tượng được tiếp cận chính sách hỗ trợ đào tạo cho từng trình độ, để biên độ điều chỉnh kinh phí hỗ trợ đào tạo phù hợp để tạo sự linh hoạt, chủ động cho địa phương, giữ lại chính sách tín dụng với học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình có đất thu hồi. Sáng ngày 17 tháng 7, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì phiên họp thứ hai của tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo để chỉ đạo tiến độ triển khai các công trình dự án đường sắt đô thị thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng đề nghị Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đưa vào khai thác đoạn trên cao tuyến đường sắt Nhổn ga Hà Nội, tuyến đường sắt Bến Thành Suối Tiên sớm hơn tiến độ đề ra. Về hai đề án phát triển mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng yêu cầu có sự thống nhất về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế chính sách chung, đồng thời tính đến đặc thù của từng địa phương. Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định. Sáng ngày 17 tháng 7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ triển khai đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng đánh giá cao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các địa phương đã chủ động triển khai đề án, bước đầu mang lại những kết quả rất tích cực, thể hiện qua các chỉ số như năng suất tăng, chi phí giảm, lợi nhuận tăng từ việc áp dụng các mô hình thí điểm. Đồng thời, với các ý kiến cho rằng cần có sự vào cuộc đồng bộ của cả trung ương, địa phương, người nông dân và doanh nghiệp trong triển khai đề án, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải giữ vai trò điều phối, chủ động xử lý công việc theo thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền, đồng thời phải xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm tổ chức triển khai, sản phẩm dự kiến và thời hạn hoàn thành của từng nhiệm vụ, nội dung công việc. Ngày 18 tháng 7, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, cùng nhìn lại những tiến triển của quan hệ song phương Việt Nam-Trung Quốc trong thời gian công tác tại Việt Nam của Đại sứ Hùng Ba từ tháng 9 năm 2018 đến nay, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Đại sứ vui mừng cho rằng, với sự nỗ lực chung của hai bên, quan hệ hai đảng, hai nước chưa bao giờ đạt đến mức độ sâu sắc, toàn diện và thực chất như hiện nay, với nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, như các chuyến thăm lẫn nhau của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 10 năm 2022 và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 12 năm 2023. Hai bên đã xác lập định vị mới cho quan hệ song phương, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 656 vào ngày 16 tháng 7 năm 2024, thành lập quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Quyết định nêu rõ, nhiệm vụ của quỹ gồm tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ hỗ trợ, đóng góp tự nguyện bằng tiền của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ, tài trợ cho hoạt động xóa nhà tạm, nhà rột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật, đồng thời phối hợp với các cơ quan tổ chức liên quan trong việc vận động quyên góp tài trợ cho quỹ để hỗ trợ, tài trợ hoạt động xóa nhà tạm, nhà rột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 693 ngày 17 tháng 7 năm 2024, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kết luận số 72 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 13 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Kế hoạch nêu rõ những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện bao gồm tiếp tục thực hiện có hiệu quả quan điểm mục tiêu định hướng phát triển các lĩnh vực kết cấu hạ tầng theo tinh thần của nghị quyết số 13 và các giải pháp chủ yếu để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, đi trước một bước, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những lĩnh vực đột phá cơ bản. Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập cổng thông tin điện tử chính phủ theo địa chỉ chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của chính phủ, lãnh đạo chính phủ. Mọi góp ý, yêu cầu xin gửi về hòm thư chinhphutuanqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.